Này phải đẩy dài cái. Có. Nó chưa có đâu. Anh ơi, đẩy dài cái đơ ra, nếu mà ấy cái này là đẩy dài cái đơ ra tí nữa. Nó chưa có đường. Này là đi ngược rồi. Thì bác cái thử cái đường cày. Nhão nhào nhào. Giới thiệu với các bác dàn bốn chảo hạng vừa cho máy Kubota L1802. Đủ tải. Đấy. Hiệu quả mà tiết kiệm. Anh ơi, cho em một vài đường để em làm video. Vâng, quay video đây. Đấy. Đây. Vừa đặt máy cái vừa đặt cày xuống cái là đất đã lên là mầm rồi. Đây bác đi đường thứ hai. L1802 một cầu. Hơi nâng lên tí bác ơi. Con này nó cổ lắm rồi các bạn. Cày thế này thì lói chết. Người thật việc thật nhá. Em đi giao cày và hướng dẫn lắp đặt cho bác ấy luôn. Đấy. Máy bé nhưng mà kéo dàn cũng không vừa. Mà đi phăng phăng. Thôi chỗ này nó bỏ hoang cày thử thế thôi. Đấy. Không lõi các bác nhá. Thích sâu được sâu, thích nông được nông. Chỗ này lắm quá đấy. Cho đơ dài ra tí nữa thật. Leo vào nửa rãnh thôi bác, cái trèo kinh quá. Cái này phải đẩy dài đơ ra tí nữa anh ạ. Máy bé mà các bác. Trang ra. Anh đi anh phải đi bám sát mé. Anh đẩy dài cái đơ ra tí nữa. Đấy, đẩy dài ra tí nữa. Cho cái chảo cuối này nó ăn sâu ấy. Mấy người xem giờ xuống còn có 4 người này. Quả. Quả này nó dai. Không hạ xuống à?
cái chảo đầu như kia là lại vẫn phải hạ số tin nữa. Không có ai cầm hộ cái máy để chỉnh phát. Thôi em tạm dừng cái video này cái để em chỉnh cho bác ấy, chứ bác ấy chỉnh nó chưa được. Đất lật đổ rất là đều đẹp các bác nhé. Chào mọi người nhé. Hết ruộng. Em đang có mặt tại cái xã Định Phong của Yên Phong, Bắc Ninh. Đằng trước là khu công nghiệp Samsung. Thế rồi anh. Cái chỗ này là cỏ nó dai. Cỏ nó dai xong rồi nó chưa có rỗng. Ngọt quá ạ. Đấy. Chết rồi, bác ấy không cho về à? Cày ngon quá, giờ đi cày hết cái chỗ này thôi. Úi giời, anh bác ơi, anh nổ quá đấy anh ơi. Thôi, chương trình đến đây là kết thúc nha. Em xin được tạm dừng video ở đây. Về. Ok rồi. Cái đầu tiên ok các bác nha. Giờ hành trình của em là đến Tân Niên Bắc Giang và Hữu Lũng Lạng Sơn. Tắt máy quay đi không là xúc ruộng rồi. Xúc sông.